đây đây thì con có trắng nè, nè có trắng rồi về ngàn, có nghĩa là một tiếng họ xài được ngàn ký gạo đó, ngàn gạo thành phẩm. Đây có trắng Vinodo ngàn, máy kéo đó là 7 kW nha. Đây một pha gia đình luôn nè, 7 kW, 3.7 là kéo nổi luôn, 5 ngựa gia đình luôn nè, 5 ngựa kéo nổi à, kéo nguyên bộ con xài nè, 5 ngựa nè, gia đình 220 nha, nguyên bộ đó, phụ tùng linh kiện đầy đủ rồi con, nó gấp sẵn rồi con, giờ cái đấu điện gia đình là xài thôi, ngon lành. Vinodo có ngàn nha, đây là cối trắng đó, là cối làm bóng gạo đó, là từ lứt á là đổi vô đây, nó thể xe cải gạo trắng, gạo thành phẩm mình ăn luôn luôn á. Con muốn chỉnh trắng, chỉnh lứt về cái này, nới ra là nó chưa, nó vừa, còn siết vô là trắng siết vô từ từ, gạo trắng từ từ. Đây là cối trắng nha, tiếng hồ là 1.000 kg lúa cái gạo, nghĩa là tiếng hồ là 1 tấn á. Đây là điện gia đình mà con cứ đấu xài thôi, 5 ngựa đây nấu sẵn rồi. Linh kiện phụ tùng đầy đủ nha, dao hay lưỡi gì đầy đủ luôn, đây lưỡi dao đồ đầy đủ luôn nè, lưỡi dao, lưỡi khoan, lưới đầy đủ. Giờ phụ tùng đầy đủ bà con ơi. Đó, mà con cứ chỉnh đúng chiều nó thôi. Con đọc cái nhu cầu luôn nè, 0886356707. Cối trắng.